Mời bạn nữ. Chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn theo dõi và chào bạn nữ. Mình tên là Trần Ngọc Đăng Khoa, 33 tuổi. Mình quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hiện giờ em đang sống và làm việc ở quận 10. Nhà em làm sản xuất cho sơn cho đồ gỗ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và toàn thể quý khán giả. Em chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Phượng Hoàng, năm nay em 24 tuổi. Em sống và sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại quận 1, là nhân viên văn phòng, kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hay vui vẻ, hòa đồng. Em hay cười lắm. Em cũng chịu khó, kiên trì. Em có thể chịu cực được. Điểm xấu của em là hay nóng tính lắm. Dễ bộc ra trên mặt em lắm. Em hay bộc lộ cảm xúc của mình ra và mau quên. Yeah. Nhiệt tình, dễ thương mà hơi nóng tính. Yeah. Hay bộc lộ cảm xúc bên ngoài. Những cái người này á, là phải nói là họ rất là vui vẻ, nhưng mà đôi khi nóng họ kìm cảm xúc không được, đúng không em? Bộc phát thôi, nhưng mà lòng thì tốt lắm. Em giống y chang nhanh vậy đó. Rồi, xin mời bạn trai nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ làm quen. Nhưng mà lại một cái là cơ thể em là em không nhậu được. Ui, tốt rồi. Có nóng tính không? Em nghĩ thì em cũng không nóng tính, nhưng mà cũng chịu khó lắng nghe và hiểu chuyện. Nhưng có tật xấu gì không? Em hay chiều người yêu quá. Tốt chứ. Đã có người yêu khoái có gì đâu người. Nhưng mà nó thành ra là cái có thể em không gặp đúng người, là thấy em chiều vậy thành ra là nghĩ là em yêu thương quá rồi, cái gì cũng được hết, cho nên càng lúc càng như là muốn ỷ lại, đúng không? Kiểm soát em, muốn em thay đổi theo người ý người ta mà không cần biết là em có thích hay là không thích. Em thì những lúc đó em lại kiểu chịu anh cho em cho qua. Rồi khúc mà không chấp nhận nổi nữa thì đó là coi như tình cảm nó cũng hết, nên dễ cũng đổ vỡ chia tay rồi. Anh thấy là tính của em, cô bên kia được đó, bên kia rất là kiên nhẫn, kiên trì ha. Anh thấy hai người cũng hợp về tính cách đó. Cái đó không phải tật xấu đâu, mình chiều phụ nữ không có gì xấu đâu em. Kệ. Anh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào? Mình có được đằng chân lưng đằng đầu mình ăn hiếp ảnh không? Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Dạ chắc cũng có. Trời ơi chắc cũng có. Phụ nữ ăn hiếp đàn ông là chuyện bình thường. Tình trường mình sao em? Em có trải qua hai mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em đã kết thúc cũng được gần một năm rồi. Em quen cũng được 2 năm. Do vấn đề tôn giáo, gia đình anh ấy không có chấp nhận theo đạo. Ủa em là em có đạo hay em gái? Em hỏi ảnh đi coi. Dạ, sao em có đạo anh. Em trai có đạo không? Em có đạo. Quá. Em yên tâm rồi ha. Mấy cái vụ thì này trục trặc hoài luôn á. Rồi tình trường mình sao em trai? Em cũng quen cũng nhiều người, nhưng mà trước năm 30 thì em không nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng mà sau 30 thì em thực sự em chỉ tìm hiểu là hai người, hai bạn. Bạn thì lại là nhà là quy y, gia đình mà đó không chấp nhận. Với lại một bạn nữa là sống nghiêm khắc quá, nghiêm khắc trong khuôn khổ á. Ví dụ đơn giản là Tết đi, chơi trong nhà mình cũng đánh bài hên xui, mình Tết nha vui, thì bạn đó lại nó nghĩ lại là chơi một xíu sẽ chơi nhiều thì kia, nên những cái đó bạn cũng không chấp nhận, rồi lại gây gắt rồi cãi nhau nữa. Không, bạn cũng nghĩ cũng đúng đó, tính ra là nếu mình đánh riết rồi nhỏ nhỏ thì ra đôi khi mình ghiền, mình đánh lớn thì sao? Chỉ là như em chơi trong nhà em thôi, người trong gia đình như bà con thôi, ăn mặc cách nói chuyện hay là ăn uống hay là đi chơi bên ngoài hay nhiều thứ lắm. Bắt theo phải theo ý của mình đó đúng không? Dạ đúng. Vấn đề chỗ là em qua 30 rồi. Dạ. Em có muốn thật sự là muốn lập gia đình chưa? Sau 30 là em đã nghiêm túc. Nghiêm túc lập gia đình. Dạ. Hoàng muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em không có quan trọng về ngoại hình của bạn trai, nhưng mà em mong bạn trai của em là người chín chắn, biết lo, biết nghĩ cho gia đình, không có gia trưởng. Hoặc bác cũng được, còn không thì em cũng có thể là nói chuyện, bắt chuyện trước với bạn trai cũng được, cũng không vấn đề. Mình làm dâu được không em? Được chị. Được ha. Em thì thích con trai ớt hơn em, cao hơn em, nhưng mà trước giờ em từng quen toàn những người tròn người với lại cũng thấp thấp. Mong muốn thì như vậy, còn không được thì cũng không sao ha. Dạ. Miễn tốt với mình, yêu thương mình là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, còn bạn trai, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em thì em thích một người cũng vừa vừa, người khoảng chừng 1m55 tới 1m6. Không ốm quá, người có da có thịt tròn tròn. Múp múp mếp mếp chung ha. Phụ nữ có da có thịt dễ thương ha. Dạ nhìn dễ thương. Biết hiểu chuyện thì cũng như là thông cảm. Gặp nhiều người lớn thì biết điều xíu là được rồi. Rồi, phụ nữ dễ thương lắm sao đâu. Để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Trời ơi,
có da có thịt lắm luôn á. Đúng như ý em nói luôn. Chàng gái dễ thương, nụ cười rất là có duyên ha. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện thì em thấy có một chút gì đó nó tâm đầu ý hợp không? Cũng có anh. Trời, giọng dễ thương lắm á. Nếu gì vậy làm dâu, em làm dâu được không? Em làm dâu thì được, nhưng mà em không biết là ba mẹ anh có chịu nổi em không thôi. Tại vì em cũng dữ lắm. Em dữ, dữ chồng chứ dám dữ với bà già chồng hả? Trời đất ơi, nấu nướng gì được không? Dạ có, em thích nấu ăn. Nhưng hình như người ta ít ăn hơn em. Dạ cái này em đã giảm cân rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Cái này là múp múp thôi, không có mập. Nhưng mà em gái, em không thích cái gì, tật xấu gì của người đàn ông? Em chỉ không thích người đàn ông là lúc nào cũng càm ràm với lại la mắng. Quan trọng là lúc mà khi người ta nóng giận lên á thì người ta mới bộc lộ ra cảm xúc thật. Nóng giận bộc lộ chỉ có em bộc lộ thôi. Nãy em nói đúng không? Dạ. À, giống tính tôi á, nóng lên cái bộc lộ thể hiện luôn rồi, xong cái hết liền. Sao anh này hiền lắm, anh thấy được á. Nay là giảm cân rồi hả cưng? Dạ. Cười rất là tươi ha. Nhịn ăn hay là tập thể dục hay là dạ, như thế nào? Cái này em ăn kiêng với lại em tập gym. Cũng bắt đầu giảm cân là 7 tháng nay rồi. Cố gắng thêm xíu nữa. Không phải giảm thêm 5kg nè em. 5kg nữa là được. Chào em. Dạ, thưa chị. Thích người múp míp hả? Dạ. Thích của nào trời trao của nấy ha. Dạ, hy vọng vậy. Hy vọng vậy ha. Rồi, bây giờ thiếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ cỡ 1 năm. Vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều nhiều á, em có ngại gì không? Em không thấy không có vấn đề gì, chồng là hiểu nhau thôi. À, hồi xưa em chưa muốn lấy vợ cho nên là em chưa có quyết liệt. Lần này là phải quyết liệt nha. Dạ. Chứ đừng làm mất duyên con gái người ta ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Em đi với má với lại thím với dì. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, chào diễn viên Cát Tường. Dạ. MC Cát Tường. Em là dì của Đăng Khoa. À. Đây là mẹ, mà mẹ run quá không nói được. Thấy cô bé này cũng nói chuyện có duyên, khuôn mặt cũng dễ thương nhưng mà có là hơi mũm mĩm. Thế không sao, em nó tập gym này được. Mẹ là thấy đồng ý, hai gia đình có đạo là mẹ cũng mừng lắm rồi. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, với cô, với lại chị. À, chào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Thì đây là cha và kế bên tôi là mẹ của cháu Phượng Hoàng. Thì cũng nói thêm là cái cháu của Phượng Hoàng này đó thì đúng là tính nóng, cũng giống mẹ. Nhưng mà cái được cái là cháu có bản lĩnh, tôi phải công nhận. Chẳng hạn như cháu mũm mĩm nhưng mà cháu giảm cân thì dứt khoát là giảm cân. 7 tháng nay cháu giảm được 20 kg rồi. Còn về đi là công việc làm á thì nói chung là cháu trải nghiệm rất là nhiều công việc, thấy được chỗ đó thì thấy rất là bản lĩnh. Cháu cũng có cái khuyết điểm là nấu ăn thì cũng không được nhiều bằng anh Quyền Linh đâu. Còn những tính cách về nữ thì để nhường cho mẹ cháu nói. Hay xin lỗi thêm, gia đình cũng tự hào vì cháu. Hồi trước cháu mập lắm, giống như cháu cương quyết làm gì thì cháu làm được, không có tự tin mặc cảm nên gia đình rất là mừng. Sẵn như đây gặp hai gia đình thì anh bên đây cũng dễ thương. Xin hết. Cảm ơn cô chú. Qua cách nói chuyện của mẹ thì biết rằng cô gái bên kia rất là bản lĩnh. Giảm 20 mấy ký là bản lĩnh lắm đó. Anh mà giảm có 5-6 ký mà anh coi như anh cả năm nay anh bị stress luôn đó. Chứ không phải giỡn đâu nha. Ngày xưa em 105 lận. Bắt đầu em giảm cân là từ tháng 3, cuối tháng 3 đến bây giờ. Là em giảm, bây giờ em còn lại là 76 kg. Rồi, chúc em cho anh gặp riêng chút xíu để em cho anh bí quyết giảm 20 mấy ký nha. Yeah. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó. Em chào anh. Dạ, xin anh gửi tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn. Cái này là cỏ may mắn, em cũng chúc anh luôn may mắn trong cuộc sống cái này. Hy vọng là em thích quà của anh. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Em thì giờ là em ở quận mấy? Dạ em ở quận Bình Thạnh. Nhà em là đạo, là hai bên nội ngoại đều có đạo hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh thì thực sự nói là anh chỉ có theo đạo bên ngoại, bên nội anh thì không có đạo. À, em, anh thấy em như thế nào anh? Em dễ thương, em cười tươi. Em cảm ơn. Giọng em hiền, nghe hiền. Nếu mà ví dụ em với anh mà có hẹn hò thì anh, em nên giảm cỡ khoảng bao nhiêu ký nữa thì sẽ được anh ha? Nói thiệt là anh cũng, nhưng mà em cỡ vậy cũng là vừa. Nếu có thể được thì một xí thôi, cũng không cần phải nhiều quá. Như là anh giúp là không phải là ép
em cứ tập rồi ăn uống bình thường rồi sao? Dạ, sao? Mục tiêu của em bây giờ là em còn phải giảm thêm 20kg nữa. Nên... Vậy 7 tháng nữa hả? Không. Nhiều lắm em ơi, 10kg nữa là được rồi. Là nói chuyện tình yêu đi, cứ nói giảm ký hoài. Như nãy em chia sẻ, anh có chấp nhận được cái tính nóng tính của em không anh hả? Quan trọng là ta nóng mà ta ghim luôn thì hơi khó. Nhưng mà nóng mà ngay lúc đó rồi quên thì cũng lắm, anh ngồi anh nghe em nói thôi sao đâu. Khi nào mà em nguôi rồi đó mình nói chia sẻ lại sao. Không, em tính thì em nóng thì em cũng dễ lắm. Em nóng rồi im một hồi nhưng mà phải nói chuyện lại với em chứ không là... Không cho em... phải nói chuyện lại giống như là... Mình bắt một cái câu chuyện khác là em sẽ tự động lại quên à. Tính em cũng mau quên nữa. Vậy thì yên tâm, anh lái qua chuyện khác thôi. Là hết giận, hết nóng thôi. Dạ Hình dung cô gái này mà em tưởng tượng mà ốm xuống 10kg nữa là chuẩn luôn nha, mặt rất đẹp luôn á. Thường thì anh rảnh được 2-6 kg. Từ thứ 3 thứ 5 là đánh cầu lông. Anh thích đánh cầu lông. Buổi sáng thứ 3 thứ 5 là cũng có đi tập gym một xíu. Ta hẹn tập gym chung đi. Tập mua bộ cầu lông hai đứa đánh chung đi. Đánh cầu lông cũng ốm đó em. Dạ em thì chưa biết đánh. Nếu được thì anh có thể chỉ em cách đánh cầu lông cũng được. Xem phim á, em thích xem phim thể loại gì? Dạ em thì cũng thích coi phim rạp lắm. Thấy phim nào hay là em coi. Ngày xưa là em cứ túc trực trong rạp phim. Bây giờ em đi làm rồi thì thi thoảng mới đi coi phim thôi. Một tuần cũng coi phim một lần. Nếu mà có người đi chung thì em mới đi chung. Hy vọng là anh hẹn em đi coi chung nha. Dạ. Quan điểm thế nào về sinh con trai con gái? Mấy đứa con là đủ? Theo ý em là... Dạ em thì không quan trọng vấn đề đó. Em trai gái đều được hết. Nếu có đông thì càng vui. Mà bây giờ nuôi nổi không thôi. Cỡ 2-3 đứa là vui được. Chở 2-3 đứa còn mày chết. Thì ngoại hình của em thì em cứ thoải mái. Em thích tập thì em tập. Nhưng mà giảm được thì tốt. Không giảm được anh nghĩ cũng không cần được. Vấn đề quan trọng lắm. Yeah. Cùng lắm dù anh ráng anh ăn lên chứ linh ký xíu đi. Để liên hợp với em nhiều hơn thì được hơn. Dạ. Yeah. Hết thời gian. Yeah. Dễ thương quá. Mình cảm nhận đối phương có phải là một nửa của mình hay không? Mình bấm nút đây là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Có gia đình hai bên đang chứng kiến nha. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Các bạn làm tôi hồi hộp quá. Nhìn hai đứa duyên lắm á, nắm tay chặt thế nào. Nè, bắt đầu từ giây phút này, bắt đầu từ ngày hôm nay, có mặt hai bên gia đình ba mẹ và hàng triệu khán giả làm chứng. Rồi xin phép bác làm nhiệm vụ đi. Vậy gia đình cho con phép hung bán với mạng. Cái nụ hôn đó để minh chứng rằng các bạn bấm nút bằng cả trái tim của mình. Ta được hình ảnh của mình qua camera điện thoại rồi ha. Mình sẽ bắt đầu cáp luôn nha. Mình sẽ giới thiệu đầy đủ thông tin về của mình nè, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình đang làm là gì nha. Mình cứ chủ động chia sẻ, thấy thiếu thông tin gì thì biên tập ở đây sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Rồi, mời bạn. Dạ em tên là họ tên là Nguyễn Thanh Thùy, tuổi thì sinh năm 1997, quê ở Bến Tre. Nghề nghiệp kiểu như làm văn phòng trong công ty tư nhân á chị. Mình làm văn phòng là mình làm về cái gì, kế toán hay là hành chính hay là cái gì? Em theo đơn hàng, kiểu như là mình có đơn hàng xuống thì em sẽ theo về đầu vô của nó, rồi sản xuất, rồi đầu ra. Công ty em là sản xuất cái gì? May mặc đó chị, về quần áo, ủa không, về chân ga gói niệm, giày dép. Là hiện tại em đang làm ở đâu Thùy? Dạ làm ở Bến Tre luôn. À vậy hả? Rồi đang chia sẻ chị thấy nhìn dưới là quên bài, nhìn bài là cái gì vậy? Dạ không có.
Rồi không có màn hình thì không có thấy mặt ai hết, cho nên em không biết nhìn ai hết trơn á. Ừ, em không cần phải, em cứ nhìn thẳng vô camera được rồi, thì chương trình đang ghi hình lại của em luôn á nha. Rồi em rồi ở Bến Tre, rồi lý do làm sao mà còn trẻ nè, rồi lại đang muốn đăng ký tham gia chương trình nè. À, thì tại vì em muốn có bạn. Rồi nếu mà bây giờ em chia sẻ một xíu về bản thân em đi, thì em là một cô gái như thế nào ha, có những cái điểm mạnh điểm yếu gì, có tài lẻ năng khiếu gì không thì trổ tài ra hết luôn nha. Điểm mạnh hả? Điểm mạnh ví dụ như là có phải là nữ công gia chánh, may vá, theo thùa, bếp núc, nấu nướng, rồi là có phải là người phụ nữ của gia đình chăm lo này kia các thứ hay không đó. Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, nhưng mà em cũng hơi lười á, kiểu như đi làm cho nên không có thời gian nấu, nhưng mà em nấu ăn thì ngon. Với lại em thích dọn dẹp nhà cửa. Ngày dọn mấy bận lận? Có thể là mỗi ngày, nhưng mà nếu mà nhà nhỏ, tại vì em ở một mình nên nhà nhỏ thì em dọn được mỗi ngày, chứ nhà bự thì không biết. Ủa em ở mình là em không ở cùng với gia đình hả? Dạ không, tại vì em đi làm á, cho nên là em hiện tại là ở một mình, chỉ có cuối tuần thì em mới đi về nhà chơi thôi. Rồi ok, tiếp đi em. Dạ, điểm yếu của em thì sao ta, nhiều khi hay bị nhiều khi nó hay lười đột xuất á, xong rồi cũng nhiều khi tính nó hơi bị thất thường. Thất thường là thất thường sao ạ? Dạ, kiểu như là nhiều khi đang vui vui vậy cái tự nhiên quạo vậy đó, xong rồi quả xong rồi cái kiểu như sau đó mình nghĩ lại là kiểu như tự nhiên cái quạo tào lao vậy á. Vậy Thùy chia sẻ về tình trường của mình nhé. Kiểu như là hồi đó giờ em không có quen ai lâu hết trơn á, kiểu như mà em thấy hồi đó giờ đi học rồi cái kiểu, xong rồi em quen ai mà thấy kiểu mà em thấy mà không có đi xa được cái em nghỉ chơi. Với lại em toàn quen mấy bạn xa xa không mà, nhưng mà em thích quen người ở gần á, cho nên em tính đăng ký chương trình để mà tìm một bạn nào đó mà có khoảng cách địa lý gần với mình á. Ừ, nhưng mà từ trước giờ là em có mấy mối tình rồi? Dạ chưa, nếu mà chính thức thì chỉ có một người thôi, nhưng mà cũng quen chưa có được một tháng nữa. Ờ, 97 mà chưa quen được ai quá một tháng. Dạ. Rồi, bây giờ còn mấy cái mối quan hệ khác thì là như thế nào? Kiểu dạng đơn phương à? Hay là... Dạ không, em đã... Kiểu là không rõ ràng. Dạ, em thích... em không có cái... Hồi cấp 3 thì cũng có thích kiểu như... Mấy bạn nào học giỏi thì thích vậy thôi. Rồi xong rồi lúc lên đại học thì có quen một người khoảng chưa được một tháng. Xong rồi sau đó thì em không có quen ai trơn á. Kiểu như em toàn là đi học với lại đi chơi không mà, chứ không có quen bạn trai nhiều. Thế vậy thì tại sao mà bây giờ em lại quyết định là đăng ký tham gia chương trình? Thì tại vì bây giờ em 25, 26 tuổi rồi, kiểu như là bây giờ em muốn ở tuổi này em muốn có bồ, xong rồi muốn lập gia đình ở tuổi này. Ok, vậy thì em chia sẻ về cái hình mẫu bạn trai mà em mong muốn chương trình tìm kiếm cho em nhé. Em muốn tìm một người có khoảng cách địa lý gần với mình, tức là
ở trong tỉnh hoặc là ở trong huyện, nói chung là càng gần càng tốt, tại vì em muốn là hai người sẽ kiểu như là gần nhau á. Nói ok, ưu tiên hàng đầu thì là sẽ gần nhau rồi. Tính cách này. Dạ. Ừ, ok, tính cách này hiền hiền đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại phải có chính kiến một chút. Đừng có trẻ con quá. Em thích một người vừa phải, không có quá là nhạt mà cũng không có quá là nhây. Về tuổi tác thì sao em? Tuổi tác thì lớn hơn nghe. Khoảng trong tầm 5 tuổi là được. Lớn hơn khoảng 5 tuổi. Dạ, cũng 2 tới 5 tuổi. Về ngoại hình thì em có những yêu cầu gì không? Ngoại hình em thích hơi to con một chút, tại vì em cũng to con. Em ốm nhưng mà em cao tới 1m8 lận. Em không có muốn tìm một bạn phải cao hơn em hay gì, nhưng mà em ưu tiên là hơi mập một chút. Mập nhưng mà bị lùn thì sao? Đừng có lùn quá. Ý là ví dụ như lùn 1m5 thì đứng chung cũng kệ, nhưng mà cao 1m7 1m7 thì cũng được. Ok. Đó, thích mập đúng không? Ý làm sao thích mập? Làm cho nó ấm hay sao? Không biết nữa. Em nhìn em nuôi con cút nhà. Thích mấy con cút. Trời đất ơi, con người yêu là con cún vậy đó hả? Có người yêu vậy, con người chào cún đúng không? Rồi ok, Thùy, em có tài là hát rồi kia, không hát bài gì về miền Tây rồi kia thử gì coi coi. Hát nữa, lắm hát không có hay là không bà như sao ta? Vậy nếu mà em được tạo nha, thì phải chuẩn bị một đoạn bài hát nào đó để lên mình, hoặc là tiền bản thân mình nên tặng em. Chị thì cũng hơi bị nhút e dèo quá, cho nên nếu mà em được chọn thì là em phải cố gắng hơn là nhiều, cũng như là mình sẽ với biên tập để chuẩn bị dù nó thật tốt ở trên sân khấu nữa nha Thùy nha. Dạ rồi, ok, cảm ơn. Rồi thì có gì là sau cái buổi cast ngày hôm nay thì có thông tin em được chọn chương trình sẽ báo cho em biết ha. Dạ. Rồi ok, chào Thùy, em có thể phát được cuộc gọi rồi đó. Dạ cảm ơn. Dạ vâng, chào chị nhá. Chị giới thiệu về sư thôi của mình. Các tên tuổi, tài năng và công việc của chị nhá, để bọn em nắm được vậy ạ. Vâng ạ, giới thiệu với lại ban tên tập chương trình. Mình là tên đầy đủ họ và Nguyễn Thị Tuyết. Sinh ngày 12/3/1971. Quê mình thì ở ngoài Quảng Ninh. Hiện tại thì mình đang ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và công việc chính của mình đang tự và cụ thể lên thì nhỏ coi cho lúc nào chị ta làm bên bất động sản. Chị có những cái ở trường chẳng hạn gì hả chị? Chị giới thiệu đi. Chị có thì là một người tạm gọi là vui vẻ và đồng thân thiện. Là với cái tuổi của mình thì nó không như những lớp trẻ bây giờ, nhưng mà theo nhận xét của mọi người thì
mình cũng biết tập thì có một cái tập xấu gì mà tật xấu thì dễ thương đáng yêu, một tật xấu đặc biệt thực ra là mình hơi bị cái nghề nghiệp vật hơi mình nóng tính hả? Mỗi khi mà chị ấm thì chị cần thể hiện nó ra như thế nào? Chị đồ hay là chị người khác? không đến mức nhé. Cái là tính là cái nóng của mình, cái gì mà nó không được như ý hoặc là người ta hứa hẹn với mình nó thì mình có gọi như là hơi khó chịu một chút. Cho em hỏi về tình trạng của chị là tình trạng của chị bây giờ chị thân em dạ chị đã từng có gia đình đó từng có gia đình rồi chị hôn bao và ly hôn anh của chị hôm 19 8 hôn 2 dạ vâng giờ em hãy ra ly hôn nhá ly hôn anh ấy đi ở người khác thực là chị số 8 thì 5 1 9 9 là chị có thì khi chị sinh con chị được 3 tháng đi ở với người khác nhưng mà cũng phải đến tận 2002 chị mới ra tòa. Làm chịu khổ chịu đựng cùng mấy năm hả chị? thì cũng không muốn là để anh ấy quay về với mình nhưng mà đến lúc này anh không về nữa thì lúc đấy thì chị mới dạ vâng, hiện tại thì chị đang có mấy người con tất cả? Chị có một con chị có ra rồi và chị đang có 2 đứa cháu nội. Con chị bây giờ thì cũng đã có ra đã chủ được sẵn và chị cũng nói chung là cái tính này chị cũng tạm ổn. Là rồi bây giờ cho em hỏi một con chị người đàn ông như chị muốn nhờ chương trình tìm cho chị một người đàn ông chị cũng trọng về hình thức không quan trọng về địa kinh tế nhưng chị muốn làm một người đàn ông đẹp tế đạo đức người ta ở bên cạnh chị người ta là cái tựa cho chị cái dạ bây giờ là chị đang ở Phú Quốc như vậy thì cái chàng trai mà những cách một sự yêu cầu nào không đâu anh chị cần đúng anh ấy ở Phú Quốc cũng không quan trọng về cái vấn đề là người ta đang ở đâu em ạ. Hiện tại hôm nay thì chị đang ở trong mình ấy nhưng mà thực ra để mà nói là được một người đàn ông thì người ta ở đâu cũng thể là chị đến. Bây giờ là người đàn ông đấy mà đã từng đổ hôn nhân mà có con cái thì hồi thoải mái hai và từng gia đình thì chị cũng muốn là một người đàn ông thì của chị là khi đã thương nhau rồi thì thương luôn cả những người xung
quan nhập cái vấn đề về con cái đi, thực sĩ là nó cũng không thể gọi như là để cho mình thắc nắm em. Là chị đang còn ở công việc của chị chắc phải đi nhiều lắm đúng không? Thực ra là chị đang có một cái ở trong đây cho nên cũng đi nè. Là rồi chị ví dụ lên chị ca hát một bài được cái vấn đề kém đó. Không, Quảng Linh cũng có nhiều bài mà. Vâng, em kém là cái giờ hôm nay thì bọn em trao đổi những cái thông tin cơ bản với chị trước để biết về chị. Nếu mà tìm được cái người mà phù hợp đúng với tiêu chí của chị ổn định thì tụi em cũng sẽ làm. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Vâng em, chờ chị xa lắng cho chị cái tiêu chí chị đặt ra thì nó không em. Dạ, anh chị ơi, anh chị Thoát cuộc gọi giúp em nha.